Còn Wrangler Raptor 2021 mới nâng cấp, hiện đã được hãng xe Mỹ công bố giá niêm yết trên website của hãng với mức giá 1,202 tỷ đồng. Mức giá này cao hơn hẳn mức giá 1,198 tỷ đồng của phiên bản hiện hành trước đó. Cách đây vài tháng, Wrangler Raptor 2021 nâng cấp đã cập bến và đến các đại lý tại Việt Nam. Tuy nhiên, thời điểm đó giá xe Ford Wrangler Raptor vẫn không thay đổi so với trước. Mẫu xe bán tải Ford Wrangler khẳng định vị trí bất bại trong phân khúc bán tải từ đầu năm đến nay, với doanh số cộng dồn 10 tháng là 9.684 xe bán ra, chỉ tính riêng tháng 10 vừa qua đã có 1.583 xe đến tay khách hàng. Tuy nhiên, đây là mức doanh số của cả các phiên bản thường và của bản hiệu suất Raptor. Hiện tại, các phiên bản Ford Wrangler 2021 thường nâng cấp cũng đã được cập nhật trên website chính hãng của Ford. Theo đó, Wrangler chỉ còn phân phối 6 phiên bản thường với giá từ 616 đến 925 triệu đồng. Phiên bản hiệu suất cao Ford Wrangler Raptor 2021 có một số thay đổi về thiết kế ngoại thất như cụm đèn pha full LED vuông vức hơn, đặc biệt là màu sơn xanh ngoại thất nhạt màu hơn hẳn mẫu xe cũ. Ngoài ra, các chi tiết khác của xe vẫn không có gì thay đổi. Kích thước dài rộng cao của Raptor lần lượt là 5.363, 1.873, 2.028mm và chiều dài cơ sở 3.220mm cùng khoảng sáng gầm 230mm. Xe ô tô sử dụng bộ mâm 17 inch 6 chấu kép sơn đen thể thao kết hợp cùng lốp xe chuyên chạy địa hình. Nội thất xe không thay đổi so với mẫu xe cũ. Tuy nhiên, Ford Wrangler Raptor 2021 cũng được bổ sung thêm một số trang bị như ổ cắm USB sau gương chiếu hậu, hệ thống cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp vật cản phía trước, hệ thống cảnh báo lệch làn đường LKA, hệ thống giải trí sinh 3.4 nâng cấp. Ngoài ra, xe vẫn sở hữu các tính năng tiện nghi tiêu chuẩn như điều hòa tự động hai vùng, gương chống chói, cửa kính một chạm, khởi động bằng nút bấm, kết nối FM, AM, USB, Bluetooth và Android Auto, Apple CarPlay, ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Dưới nắp capo vẫn là động cơ diesel i4 2.0 lít biturbo, cho công suất tối đa 210 mã lực, mô men xoắn cực đại 500 Nm. Sức mạnh truyền đến 4 bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp.